Hà thủ ô là dược liệu quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam, có tác dụng bổ gan thận, bổ máu, uống lâu giúp râu tóc đen, trị đau lưng mỏi gối. Tuy nhiên, vị thuốc quý này trên thị trường đang bị làm giả khá nhiều. Thực hư công dụng của hà thủ ô là như thế nào? Bài viết dưới đây, cây hà thủ ô chữa bệnh gì sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn, giúp các bạn thêm thông tin về cây hà thủ ô. Hà thủ ô chữa bệnh gì là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc sơ lược về hà thủ ô. Hà thủ ô tên khoa học Polygonum multiflorum hay còn có tên gọi khác dạ dao đằng, má ỏn, mằng đằng ón, khu lình. Hà thủ ô cây thuộc loại dây leo bằng thân quấn, sống lâu năm, thân mềm, màu đỏ sẫm hoặc đỏ nhạt, mọc xoắn vào nhau. Rễ vịnh thành củ, màu nâu đỏ, củ nguyến có hình giống củ khoai lang. Lá mọc so le, hình mũi tên, gốc hình tiên, đầu thuôn nhọn, dài 5-8cm, rộng 3-4cm, 3-5 cân xuất phát từ gốc lá, hai mặt nhẵn, mặt trên sẫm bóng, cuốn dài khoảng 2 cam, phủ lông tơ, bè chìa mỏng, ngắn, có lông dài. Toàn thân hà thủ ô trắng, chỗ nào cũng có nhiều mũ màu trắng sữa cụm hoa mọc, ở kẽ lá hoặc đầu cành thành chùy phân nhánh, dài hơn lá, lá bắt ngắn, hoa nhỏ nhiều, màu trắng, nhị tám, thường dính vào gốc của bao hoa. Quả hình ba cạnh, nhãn bóng, nằm trong bao hoa mà ba mảnh ngoài phát triển thành những cánh rộng. Xem thêm, hình ảnh nhận dạng cây hà thủ ô. Xem thêm, kỹ thuật trồng cây hà thủ ô. Thành phần hóa học trong hà thủ ô rắn, củ hà thủ ô rắn có chứa nhiều tinh bột, có chứa các chất alkaloid, tannin, pyrrolic và một chất có phản ứng alkaloid có tinh thể chưa xác định tác dụng của hà thủ ô, tăng cường, bồi bổ sức khỏe. Nhắc đến hà thủ ô, tác dụng đầu tiên cần nhắc đến là tăng cường sức khỏe. Hà thủ ô có tác dụng bổ gan, thận, ích tinh huyết, dùng làm thuốc an thần, bổ và tăng lực trong các chứng đau thân thể suy yếu, hoa mắt, chóng mặt, tim hồi hộp, nhức đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh, còi xương, bệnh tạng rỉ dịch. Với người cao tuổi, hà thủ ô giúp hồi phục sức khỏe, cho người già sau khi bị bệnh rất tốt khi kết hợp với một số loại dược liệu như sinh địa, bạch thược, cốt hoa. Bài thuốc này có tác dụng rất tốt trong tạo hồng cầu và bạch cầu trong các bệnh về thiếu máu và máu. Giải nhiệt, lợi tiểu, hà thủ ô còn dùng để điều trị các bệnh về di tinh, đau mỏi chân tay, suy nhược khí huyết, lợi tiểu, giải nhiệt. Trị ngoài da, y học cổ truyền Trung Quốc và Nhật Bản dùng hà thủ ô để điều trị viêm da mủ, bệnh lậu, bệnh nấm ca vương ở chân, bệnh viêm và tăng lipid máu. Dùng hà thủ ô tốt cho tim mạch và tăng khả năng miễn dịch. Hà thủ ô giúp ngăn ngừa tình trạng vữa xơ động mạch, bảo vệ gan, thúc đẩy quá trình sản sinh hồng cầu, tăng khả năng miễn dịch, cải thiện hoạt động của hệ thống các tuyến nội tiết, đặc biệt là tuyến thượng thận và giáp trạng. Giải độc, tiêu viêm. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, hà thủ ô có tác dụng thông tiểu, giải độc, tiêu ung thủng, chữa táo bón cho phụ nữ sau khi đẻ hoặc người già, mụn nhọt, kẽ lở, eczema, tràn nhạt. Xem thêm, công dụng tuyệt vời của hà thủ ô. Đối với sức khỏe, cây hà thủ ô chữa bệnh gì? Cây hà thủ ô chữa bệnh huyết áp cao, chế hà thủ ô 12 giờ, sinh địa 12 giờ, sao uyển tật lê 12 giờ. Thi thiên thảo 12 giờ, hạng linh thảo 12 giờ, tan khí sinh 12 giờ, hoài ngưu tất 12 giờ, huyền sâm 12 giờ, sinh bạch thược 12 giờ, nữ trinh tử 12 giờ, tất cả đem sắc nước uống sẽ thấy huyết áp trở về mức ổn định. Điều trị chứng cholesterol trong máu cao. Thành phần: hà thủ ô tươi 900 g rang giòn, nghiền bột. Mỗi lần dùng lấy 15 g, uống với nước sôi để ấm, ngày 2 lần. Liên tục 30 ngày. Cây hà thủ ô chữa bệnh sốt rét lâu ngày. Thành phần: hà thủ ô 40, đậu đen 20 giờ, xài hồ 12 giờ, sắc nước mang ra phơi sương một đêm, buổi sáng hầm nóng uống. Cây hà thủ ô chữa bệnh hiệu quả. Nếu dùng đúng cách, cây hà thủ ô chữa bệnh táo bón, uống hà thủ ô cô viên 5-7 viên trên lần 0,5 g trên viên, ngày 3 lần, ngày 2 lần sáng tối nếu uống lâu dài. Trường hợp bệnh nhẹ, mỗi tối uống 6-10 viên cây hà thủ ô chữa bệnh.
Ho gà thành phần 6-12 giờ hạ thủ ô, 1,53 giờ cam thảo, sắc mỗi ngày 1 thang, chia 4-6 lần cây hạ thủ ô trị sốt rét thành phần 18-25 hạ thủ ô, 1,53 giờ cam thảo, trẻ em giảm lượng, sắc trong vòng 2 giờ, uống trước bữa ăn 3 lần trên ngày. Cây hạ thủ ô chữa bệnh tóc bạc sớm thành phần hạ thủ ô chế, thuộc địa hoàng 30 mỗi vị, đương quy 15 giờ, ngâm vào rượu trắng 1.000ml 10-15 ngày, uống mỗi lần 15-30ml, liên tục đến khi có kết quả. Những lưu ý khi dùng cây hạ thủ ô. Cây hạ thủ ô sống dễ gây tiêu chảy. Những người bị chứng rối loạn tiêu hóa và viêm đường tiêu hóa như đau dạ dày thì không nên dùng. Thành phần hoạt chất có trong hạ thủ ô đỏ làm tăng kích thích co bóp đường ruột, gây tăng tiết dịch tiêu hóa và gây lỏng phân, vì thế mà phân bị tống ra ngoài nhanh hơn. Nếu bạn đang bị tiêu chảy thì nên dừng ngay uống hạ thủ ô, rồi uống một viên thuốc chống bị tiêu chảy để hạn chế tác dụng phụ của hạ thủ ô nhé. Cây hạ thủ ô sống dễ gây rối loạn điện giải, tê bì chân tay. Những thành phần có trong hạ thủ ô đỏ sống làm giảm sự hấp thu kali, gây rối loạn điện giải khiến cho cơ thể bị yếu, thần kinh cảm giác rối loạn, người bệnh sẽ có cảm giác bị kiến bò hay bị tê bì. Ngoài ra, nhiều trường hợp viêm gan khi dùng có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, vàng da thì nhiều khả năng đã bị nhiễm độc gan thì cần phải ngưng dùng. Những người đã có tiền sử bị ung thư hoặc đang điều trị ung thư vú hoặc tử cung thì không nên dùng. Ngoài ra, những bệnh nhân sắp phẫu thuật cũng không được dùng vì nó sẽ làm hạ đường huyết, gây nguy hiểm đến tính mạng cho bệnh nhân. Những kiêng kỵ khi dùng cây hạ thủ ô chữa bệnh thông thường. Trong quá trình sử dụng hạ thủ ô đỏ, bạn cần kiêng kỵ một số loại thực phẩm để tránh tác dụng phụ của thuốc. Gừng, tỏi, hành hay chế phẩm từ loại trên đây đều là loại gia vị có chứa nhiều tinh dầu gây tính nóng ảnh hưởng tới chức năng bổ huyết của hạ thủ ô đỏ. Khi đi vào dinh huyết ngũ tạng cần hạn chế những vị thuốc hay thực phẩm có tính cay nóng tính hướng đi lên ra phần ngoài cơ thể, vì hướng di chuyển vị thuốc đi ngược chiều nhau. Hạ thủ ô đi vào sau phần trong cơ thể trong khi gừng, tỏi, hành thì di chuyển ra hướng ngoài. Khi dùng hạ thủ ô đỏ nên kiêng huyết động vật các loại tiết canh, củ cải, cá không có vảy. Những người bị viêm gan nên hạn chế dùng. Xem thêm những lưu ý và tác dụng phụ khi dùng cây hạ thủ ô. Lời khuyên khi chọn mua hạ thủ ô trắng, không nên mua hạ thủ ô bán trong ngoài đường hoặc bán ở các khu du lịch, bởi tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng. Người bán có rất nhiều chiêu trò để phù phép các loại cây không rõ nguồn gốc trở thành hạ thủ ô. Vỏ ngoài của hạ thủ ô nhẵn và có những đường vân nổi ở phía bên ngoài. Củ hạ thủ ô trắng có đường kính nhỏ, chỉ từ 1-3 cm, trong ruột có màu trắng và nhựa rất nhiều. Hạ thủ ô trắng có vị chát và đắng. Nước sắc hạ thủ ô trắng không có màu tím. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nơi cung cấp và buôn bán hạ thủ ô không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chính vì vậy, người mua hàng cần cân nhắc kỹ trước khi chọn mua để sử dụng. Trên đây là những thông tin đáng tin cậy về cây hạ thủ ô chữa bệnh gì. Cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.